Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm. Đầu tiên tôi tạo một cái project mới, tên là tree, và tôi tạo cái lớp tree knot. Trong lớp tree knot này tôi sẽ tạo các biến. Đầu tiên là cái biến có kiểu in tên là data để lưu giá trị của một nốt. Tiếp theo tôi lưu các biến khác, tree knot salad, chọn kiểu kế thừa là public, tree knot salad, kiểu kế thừa cũng là public. Tiếp theo tôi sẽ tạo một cái lớp tree, một cây thì lúc nào cũng phải có một cái nút, cho nên tôi sẽ tạo một cái biến root có kiểu là tree knot. Và ở đây tôi sẽ chọn kiểu kế thừa là rồi. Tiếp theo tôi sẽ khai báo mặc định cái root là bằng null ở trong cái hàm khởi tạo. Một điều lưu ý là chúng ta cần include các thư viện tree.h vào cái thư viện tree.h. Input vào. Tiếp theo, chúng ta sẽ khởi tạo một cái hàm insert một cái nút vào trong cây. Hàm của tôi có kiểu là void và tên của nó là insert. Insert một cái biến x vào trong cây. Tôi chọn kiểu kế thừa là public. Rồi tôi sẽ tạo một cái hàm insert requeue. Trong hàm insert requeue này tôi sẽ truyền vào hai biến có kiểu tree knot. Biến thứ nhất có tên là b và biến thứ hai có tên là venue, chính là cái nút mà chúng ta cần thêm vào. Và ở đây tôi sẽ truyền cái biến tham chiếu cho cái b này. Cái biến tham chiếu này lát nữa tôi sẽ giải thích rõ. Khi muốn thêm một nút mới vào trong cây thì điều đầu tiên chúng ta phải tạo mới cái nút đó, giống như trong danh sách liên kết. Thông thường trong danh sách liên kết thì tôi sẽ tạo một cái hàm gọi là getNot. Ở đây thì các bạn có thể tạo hàm getTreeNot hoặc là có thể viết thẳng ở trong cái hàm insert init này, init này. Ở đây tôi sẽ viết thẳng trong cái hàm insert init này. Đầu tiên tôi sẽ khai báo một cái biến TreeNot mới có tên là venue. Tiếp theo tôi sẽ gán cái giá trị venue data này là bằng x, và venue left bằng venue right. Giống như trong danh sách liên kết thì venue bnet sẽ bằng null. Ở đây một nút trong cây thì nó sẽ có hai liên kết, thứ nhất là bên trái và thứ hai là bên phải, cho nên chúng ta đều phải gán venue left
và bên như right là đều bằng null hết. Như vậy chúng ta đã có một cái nút bnew mới. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là insert cái nút bnew này vào trong cây. Ở đây insert cái nút bnew mới nào trong cây thì tôi sử dụng cái hàm require, insert require, và tôi truyền vào hai cái biến, đó là biến root và biến bnew. Khi mà tôi truyền hai cái biến này vào trong biến root và bnew thì cái hàm insert require ngay chỗ b này nó sẽ hiểu là biến root và bnew là cái nút mới cần thêm vào. Ở đây tôi thêm cái giá trị tham chiếu là ở ngay chỗ này, vì nếu như tôi xét cái cây nút root là bằng null, có nghĩa là cây chưa có cái nút nào hết, thì tôi phải thêm cái nút mới chính là cái nút root, và do đó tôi phải truyền cái giá trị tham chiếu lại cho cái nút root ngược, cho nên là ở đây tôi có cái tham chiếu này. Còn ngược lại, nếu nút root khác null có nghĩa là cây đã có những cái nút khác, do đó thì chúng ta cần phải tìm cái vị trí thích hợp trên cây để có thể thêm cái bnew vào. Vậy đầu tiên thì tôi sẽ kiểm tra xem cái nút B có khác null hay không. Cái nút B bằng null có nghĩa là nút root. Bây giờ chúng ta truyền cái root này vào B, như vậy B chính là root. Nếu mà cái nút B này bằng null, có nghĩa là root bằng null, thì chúng ta sẽ thêm cái nút bnew chính là nút root. Như vậy thì b chính là bằng bnew. Ngược lại có nghĩa là nút root khác null. Nút root khác null thì chúng ta cần phải tìm cái vị trí thích hợp để thêm cái nút bnew này. Đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra xem cái giá trị của cái nút bnew này nó như thế nào so với cái nút root. Nếu cái giá trị của nút bnew mà nhỏ hơn cái nút root thì chúng ta sẽ đi về hướng phía bên trái của cây, ngược lại thì chúng ta đi về hướng bên phải của cây. Như vậy thì tôi sẽ xét, nếu như cái giá trị b data, có nghĩa là bây giờ đang là nút root, mà nó là lớn hơn bnew data, có nghĩa là cái nút gốc lớn hơn cái giá trị của nút cần thêm vào, thì chúng ta sẽ đi qua phía bên bên trái của cây. Thì bây giờ để qua phía bên trái thì tôi sẽ sử dụng cái hàm insert require, tôi gọi để quy nó. Và bây giờ là tôi đi về phía bên trái nên là b delete, và cái nút cần thêm mới vào cũng chính là nút menu. Rồi, như bữa hôm trước tôi đã nói ở trên lớp là khi chúng ta sử dụng cái thằng void này, thì khi mà gọi để quy ngay chỗ này thì chúng ta cần phải gọi cái hàm return nữa, viết thêm hàm return nữa. Rồi, đúng không? Ngược lại, nếu như b data nhỏ hơn bnew data thì lúc này chúng ta phải đi về phía bên phải của cây, cho nên là chúng ta sẽ gọi cái hàm insert require. Và truyền là bên right phải bên yêu. Rồi, chúng ta cũng return nó. Trường hợp như b data bằng với bnew data thì tôi sẽ xuất ra là giá trị đã có trong cây. Rồi, tôi cũng return nó. Sau khi tôi chạy được tìm cái vị trí thích hợp ở trong cây, đúng không? Tìm ngay từ khúc đoạn này là tìm cái vị trí thích hợp trong cây.
trí insert thích hợp trong đây. Sau khi tìm được cái vị trí thích hợp là nằm bên trái hay là bên phải cây, bây giờ là tôi sẽ insert cái nút đó vô. Và tôi bây giờ là V là bằng menu ha, cái B này tôi đã chạy rồi ha, cho nên là B là bằng menu. Như vậy là đã xong cái hàm insert preview. Và khi chúng ta insert một nút vào trong cây, chúng ta chỉ cần gọi cái hàm insert này, init này, là chúng ta có thể thêm một nút vào trong cây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra test cái hàm. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra ở đây là báo, tôi đang khai báo cái null mà chưa có khai báo cái thư viện iostream. Đây là chưa kết nối hàm main. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file main.cpp. Rồi, đây là main.cpp. Bây giờ chúng ta sẽ code ở trong đây. Đầu tiên thì tôi sẽ include cái thư viện là tree.h. Đúng không? Tiếp tục tôi sẽ include các thư viện hay thường sử dụng, ví dụ như là iostream.h. Rồi, bây giờ tôi sẽ khai báo một cái cây, một cái cây tên, và bây giờ tôi sẽ insert một cái giá trị của cây khi sao tên con thỏ. Rồi, insert. Ví dụ như tôi insert cái nút có giá trị là 3. Insert. Rồi, chúng ta kiểm tra lại. Ở đây thì do tôi khai báo biến con trỏ T, nghĩa là tree intersect tree sub cộng với mũi tên ha. Và thứ hai nữa là tuy là chúng ta đã khai báo cái biến con trỏ kiểu là tree, chúng ta còn phải tạo ra một cái vùng nhớ cho nó, cho nên là tôi khai báo là t bằng new tree. Giống như trong danh sách liên kết thì chúng ta có list l1 l2 là bằng new list, thì ở đây thì chúng ta cũng khai báo cái cây thì chúng ta còn phải là new tree. Rồi, ở đây do chúng ta chưa viết hàm danh sách liên kết cho nên chúng ta chưa có biết là nó sẽ xuất ra cái gì, cho nên là chúng bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục viết cái hàm xuất ra cái cây hay còn gọi là diệt cây. Và ở đây tôi sẽ viết cái hàm là diệt cây theo kiểu là trung thứ tự left not right ha. Còn hai cách gì còn lại là tiền thứ tự và hậu thứ tự thì các bạn tự có. Tôi tiếp tục thêm một cái hàm print ln requeue ha. Và tôi truyền vào một cái biến tree node. Mục đích của hàm này cũng giống như là cái hàm insert hồi nãy, cái hàm insert requeue nãy, là cái hàm print ln requeue này có tác dụng là tôi có thể gọi cái đệ quy, sử dụng cái đệ quy ha. Rồi, trong cái hàm print ln này thì tôi chỉ cần gọi cái hàm print ln requeue này ha. Rồi, tôi truyền vào cái biến root. Rồi, trong cái hàm print ln requeue này tôi bắt đầu chạy cái thanh toán để quy của tôi. Đầu tiên là do tôi truyền cái biến root này vào trong đây cho nên biến b này bây giờ nó hiểu là biến root. Và chúng biến root như vậy chúng ta đầu tiên là phải kiểm tra xem biến root nó có null hay không, đúng không ạ? Nếu mà nó null thì có nghĩa là cây chưa có nút nào, còn nếu mà
root nó khác null, nó nghĩa là cây đã có những cái nút rồi. Nếu cây đã có những nút rồi thì chúng ta sẽ đi việc bên trái trước, đúng như là tên của cái kiểu việc chung thứ tự này, có nghĩa là đi từ bên trái trước left, rồi xong mới tới chính giữa là not, xong và cuối cùng là bên right. Như vậy thì đầu tiên chúng ta, nếu như là cái root này mà nó khác null, có nghĩa là b khác null đó, thì chúng ta sẽ đi qua về phía bên trái trước. Như vậy chúng ta sẽ gọi cái hàm green ln truyền thiêu này, đúng không ạ, và truyền cho là d left là do chúng ta đi bên trái trước ha. Rồi, và tiếp tục là chúng ta sẽ cl cái chính giữa ha. Bắt đầu chúng ta đi hết phía bên trái rồi, bắt đầu chúng ta sẽ cl cái giá trị của cái nút bên trái ra, xong rồi chúng ta sẽ mới là cl cái giá trị chính giữa, và cuối cùng là bên phải. Như vậy thì tôi sẽ cl cái giá trị b data ra. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi qua phía bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ ra hàm main và chúng ta xuất cái danh sách, chúng ta thêm một phần tử lúc nãy, chúng ta xuất ra thử coi sao. Rồi, đây giá trị là 3 ha. Rồi, là xong. Sau khi thêm một cái nút vào trong cây rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm các thao tác khác. Ví dụ như là đếm cái số nút trong cây ha. Bây giờ tôi sẽ viết cái hàm đếm cái số nút trong cây, thì tôi cũng sẽ tạo hai hàm. Thứ nhất là hàm void get size, get size chẳng hạn, viết giống như trong của thầy các bạn viết ha, get size. Ok, rồi đầu tiên xong, tôi sẽ tạo một cái hàm get size mà dùng để gọi để quy nó. Xin lỗi ha, hàm get size này á, mục đích chúng ta sẽ trả về số nút, cho nên kiểu ở đây là kiểu in. Và chúng ta vào cái tree chấm chúng ta cũng sửa lại cái get size này kiểu là in. Đó. Tiếp tục ha. Rồi. Tôi sẽ thêm một cái hàm get size để quy cũng kiểu là in. Get size này là requeue ha. Và để gọi được quy chúng ta luôn luôn truyền vào cái biến tree nó. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ trong hàm này thì tôi chỉ cần cái size này, tôi chỉ cần return, và do chúng ta ở đây là kiểu in cho nên chúng ta sẽ là return ha, return get size và requeue của nút root, truyền vào truyền nút root, đúng không ạ? Vậy 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 là lúc này nút B này chính là nút root. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ha, nếu như cái nút root là khác null thì chúng ta bắt đầu đếm các giá trị của cây ha. Vậy chúng ta sẽ return về là đầu tiên chúng ta sẽ đếm các nút ở bên phía bên trái. Như vậy thì tôi sẽ gọi cái hàm là get size equal. Rồi b left, đúng không ạ, để gọi cái nút bên 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 tay bên tay
Sau đó tôi sẽ đếm các nút ở bên tay phải. Nhé, sai rồi kêu. B. Right. Và cuối cùng là tôi phải cộng thêm cái nút gốc nữa. Được không ạ? Rồi, trường hợp nếu như là B bằng null thì tôi sẽ trả về. Được không? Bây giờ thì tôi sẽ ra hàm main kiểm tra. Bây giờ tôi sẽ xiao t ghép sai đúng cái nút ở trong cây bây giờ là mới có thêm mới thêm nút số 3 và cái số nút trong cây hiện giờ là mới chỉ là một thôi đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta viết một số hàm khác, ví dụ như tôi viết cái hàm là đếm cái độ cao của cây ha. Hay gọi là chiều sâu, độ cao hay là chiều sâu ha. Thì tôi cũng viết hai hàm tương tự. Giờ tôi sẽ lấy là ghép 2. Và ghép 2 việc kêu. À, xin lỗi ha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm in sẽ trả về cũng là kiểu in. Hai việc kêu ha. Và truyền giờ cũng là tree node. Hai ở đây chúng ta sẽ sửa lại là chữ in và vào cái tree.h này chúng ta cũng sửa lại là kiểu kiểu in cho hàng ghép 2. Trong hàm ghép 2 này chúng ta cũng return về ghép 2 được chưa? Tương tự trong cái hai việc hiệu này thì chúng ta cũng sẽ đếm số nút đếm cái độ cao của cây. Nếu cây á, nếu cái cây có chiều cao h đó, nếu cái cây có chiều cao h thì số số nút của cây nếu chiều cao của cây là bằng 0 thì số nút của cây cũng sẽ bằng 0 đúng không ạ? Nếu chiều cao của cây là bằng 1 thì số nút cũng sẽ bằng bằng 1. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta nếu một cái cây có cái cây bên cái con bên trái và cái con bên phải thì chúng ta sẽ đếm coi là cây con bên trái có chiều sâu bao nhiêu, cái con bên phải có chiều sâu bao nhiêu, và nếu mà cái con nào có chiều sâu chiều cao có cao hơn thì chúng ta sẽ lấy cái chiều cao của cây đó cộng với của cây con đó cộng với cái nút gốc nữa là sẽ ra chiều cao của mỗi cây. Như vậy thì đầu tiên tôi cũng kiểm tra xem là cái nút root nó có là null hay không ha. Nếu mà cái nút root mà bằng null thì tôi sẽ trả về cái chiều chiều sâu của cây, chiều cao của cây chính là không, còn ngược lại thì tôi sẽ là còn ngược lại thì thì tôi sẽ tính cái chiều cao của cây bằng cách là tôi sẽ đếm
cái chiều cao bên trái và chiều cao bên phải. Bây giờ tôi khai báo một cái biến để tôi đếm cái chiều cao ở cái con bên trái. Lép H ha. Lép H thì tôi sẽ bằng cái hàm là ghép sai ghép 2. Ghép 2 biệt thiêu. Và tôi đi qua bên phía bên trái của cái nút push. Như vậy là B là lép. Và tiếp tục tôi lấy cái chiều cao bên phải của cái con bên phải qua H ha, là bằng là ghép 2 ha. Rồi ghép 2 được kêu. Và tôi đi qua phía bên bên phải. Rồi bây giờ tôi sẽ so sánh coi là cái chiều cao bên trái và chiều cao bên phải, thì tôi sẽ lấy nếu cái nào về chiều cao của cái con bên trái, chiều cao bên phải, nếu chiều cao của cái con nào lớn hơn thì tôi sẽ lấy chiều cao của cái con đó cộng với cái mức gốc. Như vậy thì tôi sẽ cho ra một hàm return. Return ở đây là tôi sẽ xét như thế này: nếu như mà cái chiều cao bên trái của tôi xét là nó có lớn hơn cái chiều cao của bên phải hay không. Left h lớn hơn left right hay không, thì nếu như thỏa cái điều kiện là left h lớn hơn left right thì tôi sẽ trả về ha, thì tôi sẽ lấy chiều cao của cây còn bên trái, vậy thì tôi sẽ là left. Ngược lại có nghĩa là chiều cao của cây bên phải nó lớn hơn chiều cao của cây bên trái thì tôi sẽ lấy chiều cao của cây bên phải. Và tôi cộng thêm cho một nữa. Không có lỗi gì hết ha. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra ra phần này. Bây giờ thay vì CL ghép sai ha, bây giờ chúng ta sẽ ghi CL ghép 2. Đúng ạ. Bây giờ tôi mới có thêm nút gốc thôi, cho nên là nó suy ra cái chiều cao của tôi bây giờ là mới là một, tại vì có mới một nút thôi, không có cây con trái và cũng không có cây con phải. Sau khi lấy được chiều cao của cây bên trái cây bên phải, chúng ta sẽ đi tìm kiếm một chúng ta tìm kiếm một cái nút ở trong cây, xem là cái cây đó có cái nút đó là có trong cây hay không. À, như vậy tôi sẽ viết bằng cái hàm void sọt ha, viết bằng sọt. Tìm thì chúng ta cần phải truyền cái giá trị của cái nút mà chúng ta cần tìm, cho nên là ở đây tôi sẽ là void sọt init. Tiếp tục ha. Ở đây thì chúng ta có thể và chúng ta viết thêm tiếp một cái hàm là sub require luôn. Khi thì chúng ta dùng cái tree nó sao b đúng không, và truyền cái giá trị của biến init để so sánh xem là cái biến nó có bằng với cái nút hay không. Thì đầu tiên trong cái hàm sort này thì chúng ta cũng truyền vào sort root đúng không ạ, bắt đầu từ nút root và tìm theo cái giá trị x xem là nó có cái nút có giá trị x này hay không. Rồi trong hàm sort require này thì chúng ta tiếp tục
viết đề quy. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem cái nút biến put này truyền vào cái nút B này là nó có null hay không. Nếu null thì có nghĩa là cây chưa có nút nào, do đó chúng ta sẽ báo là cái biến x này không có ở trong cây. Hoặc là nếu như mà tìm hết cái cây mà chúng ta không thấy cái giá trị của biến x ở trong cây, chúng ta cũng báo là không tìm được cái nút có giá trị x trong cây, đúng không ạ? Như vậy thì đầu tiên chúng ta xét cái trường hợp là cây đã có các nút ở trong cây rồi, cho nên là B khác null, nghĩa là rút khác null ha. Nếu B khác null thì bắt đầu chúng ta mới xét là nếu B data, đúng không ạ, B data mà nó lớn hơn x, đúng không ạ, thì chúng ta cần phải đi về phía bên trái của cây để tìm. Như vậy chúng ta sẽ gọi cái hàm đệ quy ha, và chúng ta đi về phía bên tay trái và chúng ta truyền vào biến này, được không ạ? Còn nếu như B mà data mà nhỏ hơn x là chúng ta phải đi về phía phía bên phải cây. Khi mà đệ quy ngay chỗ này mà hàm void, chúng ta nhớ là phải có định tâm ha. Và nếu như khi mà chạy hết phía bên trái hay là phía bên phải rồi mà không có cái giá trị x ở trong cây, nghĩa là L ha, có nghĩa là B data bằng x đó, thì chúng ta sẽ cout ra là không có giá trị, không có nút có giá trị x trong cây. Rồi. Và chúng ta cũng return. Rồi trường hợp nếu mà B khác null rồi. Còn nếu mà B bằng null thì sao ạ? Nếu mà B bằng null thì sao? Thì xuất ra là cũng xuất ra là không có giá trị nào trong cây. Ngay chỗ này không cần gì tâm cũng được. Kiếm ở trong cây để chúng ta kiểm tra xem cái hàm này có đúng hay không. Chúng ta qua hàm main. Rồi. À, tôi quên nữa ha. Trong đây là nếu mà có, nếu mà nó đã có cái hàm tìm kiếm trong cây ha. Như vậy là B data là bằng x. Đúng không ạ? Thì ở đây là nếu B data lớn hơn x rồi, B data nhỏ x rồi, như vậy ngay chỗ này là B data bằng x. Đúng không ạ? B data bằng x thì chúng ta sẽ xuất là có cái nút có giá trị x trong cây. Đúng không ạ? Còn ngay chỗ này là B sau khi chạy hết vòng lặp thì nó sẽ tiến tới B tới null. Như vậy là B tới null thì ngay chỗ này là B null rồi, đúng không ạ?
cho nên là eo, ngược lại là b bằng nguyên thì sẽ không có giá trị. Ok được không? Đúng là chính xác rồi ha. Qua hàm men ha. Rồi tôi sẽ tìm cái giá trị ở trong cây t ha. Tôi mới thêm một nút là 3 cho nên tôi phải tìm kiếm cái giá trị là 3 xem nó có trong đây không. À đúng ạ, nó tìm được nè, có nút có giá trị x trong cây. X của tôi bây giờ đang là bằng 3 ha. Rồi ha. Bây giờ chúng ta đã thực hiện các thao tác là thêm một nút vào trong cây nhị phân tìm kiếm. Lấy cái số nút trong cây, lấy chiều cao của cây, duyệt cây, tìm kiếm trong cây. Và bây giờ chúng ta thực hiện một thao tác kế tiếp, đó là hủy một nút trong cây. Đúng rồi. Và bây giờ tôi sẽ viết cái hàm hủy một nút trong cây. Tôi viết là void và delete. Đúng rồi. Và tôi cũng truyền vào một cái biến và cần xóa cái biến có cái giá trị x, truyền vào một cái giá trị x đó. Mà cái nếu mà cái nút nào có giá trị bằng x thì tôi sẽ xóa cái nút đó. Và tiếp theo là tôi sẽ viết một cái hàm cũng dùng để gọi đại quy. Và delete refill ha. Và tôi sẽ truyền vào một cái tree node tiếp. Và tôi truyền vào cái giá trị init để tôi so sánh. Trong delete này thì tôi chỉ cần gọi là delete. Và delete root. Đó là truyền từ biến root và xóa cái giá trị init đi. Rồi. Trong hàm delete này thì delete thì nó sẽ chia ra là hôm bữa tôi nói là nó chia ra có 3 trường hợp chính, đó là cái nút cần xóa là nút lá, hay là cái nút cần xóa có một cái cây con trái hoặc là chỉ có một cây con phải. Và trường hợp thứ ba là cái nút cần xóa có cả cây con trái và cây con phải. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem cái nút root chúng ta truyền vào ngay chỗ này là nó có null hay không, đúng không ạ? Nếu mà nó null thì là cái cây chúng ta chưa có nút nào hết cho nên chúng ta không xóa được. Và nếu mà cái nút mà root mà nó khác null thì có nghĩa là có cái nút khác trong cây và chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm cái nút nào có giá trị là x và chúng ta cần xóa. Như vậy vấn đề quan trọng của chúng ta là cần phải kiểm tra xem cái cây, vấn đề kiểm tra là cái cây nó đã có các nút rồi thì chúng ta phải đi tìm cái nút nào có giá trị trùng với x và chúng ta sẽ xóa cái nút đó. Như vậy thì tôi sẽ kiểm tra là nếu như là b khác null, đúng không ạ, b khác null thì tôi sẽ bắt đầu đi tìm kiếm cái nút nào có giá trị bằng cái x này. Được. Như vậy thì tôi sẽ xét như thế này. Nếu như b data, đúng không ạ, mà lớn hơn x thì chúng ta cần phải đi về phía bên tay trái của cái cây đó, đúng không ạ? Như vậy thì tôi sẽ gọi cái hàm là delete refill. Và tôi sẽ đi về phía bên tay trái của cái root ha, truyền cho cái x. Rồi return ha. Rồi tiếp tục, nếu như b data mà nhỏ hơn x thì tôi sẽ đi về phía bên tay phải, đúng không ạ, của cái biến root thì kêu ha. Rồi
là B, qua phía bên tay phải và cũng truyền với chị là X, được chưa? Do ở đây là chúng ta có hai cái giá trị, hai cái biến, cho nên khi gọi cái hàm limit trừ q chúng ta cũng phải đưa vào hai cái biến ha, hai chỗ này cũng là return, được không ạ? Rồi sau khi hết cái đoạn này là chúng ta tìm được cái giá trị nào mà bằng x, đúng không ạ? Có nghĩa là tìm được cái nút nào có giá trị chính là bằng x là ngay chỗ này ha. Cái này là sau khi tìm được nút có giá trị bằng x nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện xóa. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta sẽ xóa các trường hợp đơn giản trước, có nghĩa là cái nút cần xóa chỉ là nút lá, hoặc là cái nút cần xóa chỉ có cây con trái hoặc chỉ có cây con phải. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu, đúng không ạ? Ngay chỗ này chúng ta ghi là L đi. Rồi. Nếu nếu đúng không ạ? Nếu nếu B tiến tới left, có nghĩa là cái nút cần xóa bây giờ B đang là nút cần xóa, đúng không ạ? B là nút cần xóa. Nếu như bên trái của nút cần xóa mà là bằng null, có nghĩa là cái nút đó không có cây con trái đó, mà có cây con phải, thì ta sẽ lấy cái nút ở bên cây con phải gán lên cho cái nút bên cây con trái. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái nút ở bên, chúng ta sẽ đưa đưa cái nút B tham chiếu đến cái nút ở bên tay phải của nút B, có nghĩa là B vào dưới ba B right, đúng không ạ? Tương tự nếu như là B tiến tới B right bằng null, có nghĩa là cái nút đó chỉ có cây con trái mà không có cây con phải, thì chúng ta sẽ cho cái nút B tham chiếu đến cái bên tay trái của cái nút B, cái nút của bên tay trái của nút B, được không ạ? Rồi bây giờ các bạn nhìn cái hình này để chúng ta có thể dễ quan sát ha. Ví dụ như ở đây cái nút tôi cần xóa chính là cái nút số 18, đúng không ạ? Nút cần xóa ở đây chính là cái nút số 18, và cái nút số 18 này không có cây con trái cũng như không có cây con phải, có nghĩa là nếu như B left nó là bằng bằng null, được chưa? Thì tôi sẽ tham chiếu cái nút B này, cái B này sẽ chỉ qua phía bên phải của nó, đúng không ạ? Bên phải của nó hiện giờ cũng là null à, đúng không? Mà cái nút 23 này chiếu đã trỏ đến đến cái nút B này, đúng không? Mà nút B này đã trỏ đến luôn rồi, cho nên cái này nó cũng sẽ trỏ đến. Điều này có nghĩa là cái nút trên này nó trỏ đến đến luôn, đúng không? Cái này trỏ đến luôn thì suy ra, mà cái này thì trỏ đến nút nút B, cho nên là cái nút 23 này có giá trị 23 này nó cũng sẽ trỏ đến đến luôn. Tương tự như vậy, nếu như cái nút cần xóa của chúng ta là cái nút số 18 và nó không có cây con trái nhưng lại có cây con phải, đúng không ạ? Thì chúng ta xét cái điều kiện là chúng ta xét cái điều kiện ở đây, nếu như B right, nếu như mà B left nó là bằng bằng null thì B bằng B right, đúng không ạ? Trường hợp ở đây là B left nó là bằng null, đúng không ạ? Mà B right nó là khác null, cho nên là chúng ta sẽ gán là B bằng B trỏ đến B right, có nghĩa là cái nút B này nó sẽ trỏ đến cái nút
phía bên phải của nút B, có nghĩa là chính là cái nút 20. Mà cái nút 23 này trở đến cái nút B này, và cái nút B này lại trở đến cái nút 20 này, cho nên là cái nút 23 này trở đến nút 20, được không ạ? Và chúng ta sẽ xóa cái nút này được, được ha. Sau khi chúng ta xét hai cái trường hợp là B là cái nút cần xóa và B là cái nút lá, hoặc là chỉ có cây con trái hoặc chỉ có cây con phải, thì bây giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp là có hai con, B có hai con. Đó. B có cây con trái và cây con phải luôn. Và bây giờ chúng ta quan sát ha. Trường hợp này chúng ta đang nút cần xóa của chúng ta là nút 23. Được chưa? Nút cần xóa của chúng ta là 23 và nó có một cái cây con trái ở bên đây và một cái cây con phải ở bên đây. Như vậy, để xóa nút 23, chúng ta còn phải đi tìm một cái nút thế mạng cho nút 23. Nút thế mạng như hôm bữa tôi đã giảng thì nó có hai trường hợp có thể lựa chọn, đó là nút phải nhất của cây con trái và nút trái nhất của cây con phải. Trong trường hợp này, cái nút phải nhất của cây con trái của 23 chính là 19, đúng không ạ? Phải nhất, xin lỗi, là nút 22, phải nhất của cây con trái, đúng không ạ? Cây con trái là cây cây này và nút phải nhất của cây con trái chính là. Ngược lại, nếu chúng ta đi tìm nút trái nhất của cây con phải là cây con này. Như vậy thì cái nút phải trái nhất của cây con phải chính là nút 35. Như vậy là cái nút thế mạng là có thể là 35 hoặc là 22. Ở đây tôi sẽ viết code là tìm cái nút thế mạng là nút bên phải nhất của cây con trái, có nghĩa là tôi sẽ đi tìm cái nút 22 này trong tất cả trong những cái 22 này và tôi thế mạng cho nút 23. Như vậy chúng tôi tìm khi mà tìm được cái nút có giá trị 22 này, tôi sẽ lấy cái giá trị 2 này tôi dán lên cho 23 và lúc này tôi chỉ cần xóa cái giá trị ở ngay chỗ này, cái nút phải nhất của cây con trái ha. Thì giải thuật như nó chạy như thế này: đầu tiên thì chúng ta đã tìm được cái nút cần xóa ở phía trên rồi, đúng không ạ? Là nút B này ha. Và tôi sẽ gán cái nút parent nó bằng nút B, được chưa? Và cái nút B đeo là parent tiến tới left, đúng không? Parent tiến tới left thì nó sẽ ra cái nút B đeo, nó nằm ở phía phía bên trái này, được không ạ? Rồi tôi copy tiếp cho các bạn xem ha. Bây giờ nút B là cái nút cần xóa, chính là cái nút 23 ha. Và bây giờ tôi sẽ gán một cái biến tree knob, tôi sẽ khởi tạo một biến tree knob có tên là parent, được chưa? Và cái parent này tôi sẽ gán chính là bằng cái nút B luôn, được không ạ? Đây, parent bằng nút nút B luôn. Tiếp theo tôi sẽ khởi tạo một chúng tôi sẽ khai báo một cái biến bdel, đúng không ạ? Và nó sẽ chính là bằng cái nút parent tiến tới left, tại sao là parent tiến tới left? Là do mục đích của tôi là đi tìm cái nút phải nhất của cây con trái, cho nên là bây giờ từ parent thì chúng ta còn cần phải đi qua phía cây con trái. Mà muốn đi qua phía cây con trái thì phải parent left mới ra được cái thằng bê đeo, và từ bê đeo này thì tôi mới chạy xuống đi tìm cái thằng phải nhất của cây con trái, được không? Như vậy là tôi đã khai báo rồi nha. Tiếp tục tôi sẽ cho giải thực là như thế này: khi nếu như mà cái thằng bê đeo của tôi mà nó bê đeo và tiến tới right này nó khác luôn, có nghĩa là bê đeo này có cây con phải, được chưa? Thì tôi sẽ đi tìm cái nút, chạy từ từ, chạy theo vòng lặp để tìm ra cái nút 22 này. Và cái vòng lặp của tôi chạy như thế này:
Nếu như thằng B đeo right lại đây, B đeo right mà nó khác luôn, B đeo right là tới đây đúng không, mà 20 là nó khác luôn, thì tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ gán cái thằng B đeo, parent là bằng B đeo, có nghĩa là parent nó nằm ở ngay chỗ này, được chưa, parent bằng B đeo, và B đeo sẽ chạy về phía nút 20 này, chính có nghĩa là B đeo bằng B đeo right đúng không ạ, B đeo bằng B đeo right, parent là bằng B đeo sẽ tiến tới right đúng không, B đeo bằng B đeo right. Tiếp tục dòng lặp tiếp tục thì tôi sẽ cho parent này bằng, nếu như B đeo right này khác luôn thì tôi sẽ cho parent này bằng bằng B đeo, và B đeo sẽ bằng B đeo right, như vậy B đeo sẽ nhảy xuống đây đúng không ạ. À, tôi kiểm tra là bên phải nó khác luôn đúng không ạ, 22 là khác luôn, thì tôi sẽ cho parent bằng B đeo, và tiếp tục B đeo là bằng B đeo right, như vậy là lúc này tôi đã tìm được cái B đeo của tôi chính là 22, được chưa. Vậy giờ xét tiếp là B đeo right có bằng luôn chưa, à nó bằng luôn rồi, như vậy thì tôi sẽ không thực hiện vòng lặp nữa và tôi chỉ ngừng ở đây, được chưa, và tôi chỉ ngừng ở đây, và tôi xét là, và lúc này tôi sẽ đổi cái giá trị của B đeo và B đúng không, B là cái nút cần xóa, tôi đổi hai giá trị này cho nhau, tôi đổi cái 22, tôi gán cái giá trị B bên đây bằng B đeo, có nghĩa là đem 22 lên đây, và bây giờ nút cần xóa của tôi chỉ là cái nút B đeo, được không. Như vậy giờ tôi kế tiếp ha, bây giờ tôi thực hiện vòng lặp ha, khi mà B đeo mà tiến tới B right đúng không, mà khác luôn đó, mà B đeo mà tiến tới right khác luôn ha, thì tôi sẽ thực hiện như thế này. Đầu tiên thì sẽ cho parent là bằng bằng B đeo, được chưa, và B đeo bằng B đeo right được không. À, rồi hết, thực hiện vòng lặp này hết cho đến cuối cùng là B đeo tiến tới right là bằng bằng null, được chưa, thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp này. Thoát khỏi vòng lặp này thì bắt đầu chúng ta thực hiện cái việc gán giá trị của cái thằng B đeo data này cho cái thằng B data đúng không ạ. Như vậy thì tôi sẽ gán giá trị là B tiến tới data là bằng B đeo data, được chưa. Rồi bây giờ trường hợp này thì chúng ta thấy là sau khi chạy một loạt thì chúng ta thấy là parent nó khác với là B được không, parent nó khác với là B, cho nên chúng ta sẽ gán là parent tiến tới tới parent tiến tới right là bằng bằng null đúng không. Khi chúng ta xóa cái nút B đeo này đi thì chúng ta phải gán lại là parent right này nó bằng bằng null à. Nhưng mà để gán cái này chúng ta sẽ xét điều kiện là B khác parent. Tại sao phải phải xét cái điều kiện là B khác parent thì mới gán parent right nó bằng null, thì tôi sẽ giải thích sau. Chúng ta có tiếp ha. Nếu như parent mà nó là khác với là B đó, nếu parent khác với là B thì tôi sẽ gán parent tiến tới thì chúng ta sẽ gán là parent right đúng không ạ, đáng lẽ là chúng ta phải gán nó là bằng null, tuy nhiên các bạn quan sát lại ha,
Tuy nhiên, ở trường hợp này, bê đeo là nốt bên phải nhất của cây con trái, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ xóa cái thằng bê đeo này. Tuy nhiên, nếu mà thằng bê đeo này có thêm một cái nốt bên phía bên trái, một cái nốt bên trái nữa, đúng không ạ? Tìm nút, nếu mà bê đeo này có thêm một cái nút bên trái nữa thì thằng bê đeo vẫn là cái nút phải nhất của cây con trái nhất của 23, đúng không? Phải nhất của cây con trái của nút 23. Tại vì nếu mà có nút đây thì nó cũng chỉ là nút bên trái thôi. À, đây là nút bên phải. Cho nên nếu như chúng ta cho là parent, nếu mà chúng ta xóa bê đeo thì thằng bên right này nó phải trỏ vào phía bên, nó phải gắn với thằng bên trái của thằng bê đeo, đúng không? Cái nút bên trái của thằng bê đeo, cái nút bên trái bê đeo. Như vậy thì chúng ta có thể lấy là parent right là bằng bê đeo left, đúng không ạ? Còn nếu như bê đeo này có khả năng có thêm cái nút bên phải không? Tất nhiên là không ha, tại vì chúng ta đang tìm cái nút là phải nhất của cây con trái, đúng không ạ? Nếu như mà có bê đeo này có thêm một cái nút bên phải nữa thì cái nút bên phải nhất phải là cái nút con của cái nút bê đeo chứ không phải là nút bê đeo, được chưa? Cho nên là chúng ta chỉ cần gán là chỉ có thể xảy ra trường hợp là có một cái nút con bên trái của cái nút bê đeo, thì lúc này chúng ta cần phải gán là parent right nó bằng là bê đeo left, được không? Vậy chúng ta có tiếp ha, parent right bằng bê đeo left, được chưa? Rồi ngược lại là parent là bằng bằng b, đúng không ạ? Parent là bằng b. Tại sao chúng ta cần phải xét trường hợp là parent bằng b? À, chúng ta tôi đã nói là trường hợp này tôi sẽ đi tìm cái nút phải nhất của cây con trái, được không? Phải nhất của cây con trái của nút 23 này. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được cái nút phải nhất của cây con trái. Tuy nhiên, nếu như cái 23 này vẫn có cây con trái, được chưa? Vẫn có cây con trái. Nhưng cây con trái ở đây nó chỉ có nút 12 và 18 và nó không có những cái phần ở bên phải này, không có nút này. Có nghĩa là bên trái là chỉ có nút 12 và 18. À, đúng không ạ? Không có cái bằng nút này. Thì khi chúng ta chạy giải thuật thì nó không thể tìm được cái nút bên phải nhất của cây con trái, đúng không ạ? Ở đây chúng ta chỉ tìm được những cái nút bên trái của cây con trái thôi, không thể tìm được cái nút phải nhất của cây con trái, được không? Thì trường hợp này chúng ta sẽ gán cái giá trị, thì ví dụ như tôi xóa là xóa nút 23, đúng không ạ? Xóa nút 23 như vậy thì cái nút nào sẽ là cái nút thế mạng cho nút 23? Có phải là nút 18 không ạ? Đúng không? Thì nút 18 sẽ đem lên đây, và lúc này chúng ta xóa là xóa cái nút 18. Nếu mà chúng ta xóa nút 18 thì cái parent left này nó có phải bằng là bê đeo left này không? Ừ, đúng ha. Chúng ta phải nói hai cái này lại với nhau. Nói từ parent left này xuống là bằng bê đeo left. Được chưa? Cho nên nếu như chúng ta không có cái phần bên phải này thì khi mà chạy vô vòng lặp, đầu tiên chúng ta gán là B bằng parent, đúng không? Rồi B đeo là bằng parent left, được chưa? Rồi mình muốn xét cái vòng lặp là B đeo mà tiến tới right là khác ngôn ngữ chạy vòng lặp lúc nãy. Còn bây giờ là do ở đây không có cái gì hết, đúng không? Không có nút nào hết, cho nên B đeo right nó phải là bằng null. Bằng null thì nó sẽ không tìm được cái nút phải nhất, đúng không ạ? Nó không tìm được nút phải nhất. À, chúng ta coi lại ha. Ở đây khi mà chạy cái vòng lặp này ha, đây B đeo right của chúng ta bằng luôn rồi, cho nên nó sẽ không chạy cái vòng lặp này, đúng không ạ? Và lúc này nó cũng lấy cái giá trị là B data bằng B đeo data. Điều này đúng hay không ha? Ngay chỗ này các bạn xem lại ha,
Để tôi nói là nếu không có bên đây thì chúng ta sẽ lấy cái nút 18, giá trị của cái 18 này chúng ta gán lên, có nghĩa là B data bằng BD data. Chính xác ha. Như vậy thì bây giờ nếu mà cái trường hợp như vậy thì là hàng Baren vẫn vẫn đang thằng Baren không thể chạy được, nó chỉ nằm ở một chỗ này thôi. Như vậy thằng Baren lúc này nó sẽ bằng bằng B. Như vậy trường hợp nếu như Baren bằng thằng B thì chúng ta sẽ lấy cái này gán lên cái này, được chưa? Và Baren left là bằng BD left ha. Rồi chúng ta không, nếu không chạy vòng lặp này thì chúng ta cũng đã có cái dòng là B data là bằng BD data rồi. Bây giờ là chúng ta thêm cái trường hợp là parent mà bằng nút B, đúng không ạ? Ở đây chúng ta xét là nếu parent khác B rồi, bây giờ trường hợp ngược lại là parent bằng B thì có phải là parent left, đúng không ạ? Là sẽ bằng là B del left rồi, chỉ như vậy thôi. Rồi sau khi mà chúng ta đã gán hết cái này rồi ha, chúng ta đã tìm được cái nút cần xóa rồi, thực hiện các lần xóa rồi, bây giờ chúng ta công việc cuối cùng là xóa cái nút B đi, đi thực hiện các bước thay thế và cần xóa ha. Bây giờ chúng ta sẽ xóa, xóa của chúng ta chính là xóa cái nút V đeo, đúng không ạ? V đeo. Vậy là xong. Kiểm tra. Xin lỗi, delete view ha. Chúng ta chạy thử. Rồi. Như vậy là chúng ta viết xong cái hàm delete ha. Các bạn viết nhập vào một cái mảng, viết là nhập một cái mảng vào cái cây và delete, delete thử xem cái khúc có đúng không ha. Thế đó là các bạn tự kiểm tra.